Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một trường hợp bệnh cũng thỉnh thoảng hay gặp ở rùa. Nói chung là cũng không có gặp nhiều lắm đâu, thỉnh thoảng thôi. Mà hôm nay thì con rùa của mình nó lại bị, đó là bệnh đau mắt, hoặc là đau mắt trắng ở rùa. Đây, mình đưa bẻ rùa ra cho các bạn xem cái tình trạng bẻ rùa của mình hiện tại. Các bạn xem này. Các bạn thấy không? Hai bên mắt là nó trắng, nó nhắm luôn, nó sưng vù lên, nó không mở ra được hai bên luôn. Thì nguyên nhân của cái bệnh này thì có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà tóm lại nguyên nhân cuối cùng đó là nó bị nhiễm trùng mắt. Thì rất là nhiều lý do nó gây ra nhiễm trùng mắt, ví dụ môi trường nước dơ bẩn, nhiễm khuẩn, rồi các cái rồi nó bị một số con nó hay cào vào mắt. Đó, con của mình là nó cào vào mắt, thì do là mình nó hôm bữa nó bị tai nạn xong rồi nó mới bị nứt cái mai. Mình nuôi cám nó hay bò ra ngoài đó, nó bò lung tung ra ngoài rồi bụi nó bám vào mắt. Xong mà nếu mà nuôi trong nước á, thì nước nó sẽ rửa trôi, nhưng đây mình là nuôi ở trong trên khô mấy hôm liền không có để ý, thế là nó lại bị không có cái gì giúp rửa trôi con mắt, nên là nó bị nhiễm trùng. Hôm qua phát hiện ra là nó bị sưng con mắt lên này, mới hôm qua thôi. Thì cái con này nó phương án xử lý đầu tiên là bằng cái con phải tìm nước muối sinh lý này, một chai bự luôn này, nước muối sinh lý bông và thuốc nhỏ mắt. Đây, cái loại thuốc này đây, thấy rõ không ta? Là thuốc này. Nhưng mà đối với trường hợp mà con rùa con mở mắt á, thì mới dùng thuốc nhỏ mắt. Hôm nay con rùa này nó là không mở mắt được, cho nên là mình phải giúp nó mở mắt. Giúp nó mở mắt thì đối với rùa common thì cần thêm một dụng cụ quan trọng là găng tay. Nào nuôi rùa thì biết lý do tại sao cần găng tay rồi, hát ghê lắm. Này, con của mình cho nó hiền lắm. Đây, hiền thì hiền nhưng mà chọc nó vẫn táp, nhưng mình cần nó táp để giữ. Đấy, mà cắn vào rồi xong. Đấy, mình cần là cần bà cắn vào thế này. Cắn vào thế này rồi mới cày cái mắt ra được. Đây là cổ định cái chia đầu của nó. Sau khi cổ định nó thế này xong, mày dùng nước muối sinh lý giúp nó mở cái mắt ra. Và hiện tại nó không có mở mắt được, mình sẽ dùng nước muối sinh lý. Là vùng vậy lắm các bạn cha. Các bạn cầm ở nhà nhé, cẩn thận nó chấn thương thêm bên dưới cái miệng của nó. Còn tìm cách mổ đây quá nào. Ta giúp bỏ ra, bỏ hai thẻ không được, nó đau nên nó hơi khó chịu, nó sẽ vùng cái đó. Mình lối cái đầu lá chanh kia. Ây da, tập lá đấy. Dùng đất mũi thôi lâu đấy, giúp mở mắt ra. Mục đích là mở mắt cho nó hở ra đấy, cái mù bên trong nó có thể chạy ra được bên ngoài. Mà các bạn lâu từ từ nhẹ nhẹ đấy nha, không có vội vàng quá, không rắc mỉ mắt của nó luôn. Từ từ nó, ây da, nó mạnh quá các bạn ơi. Gớm lắm. Thế nào? Làm cho nó ra mở được con người lúc đó mới nhỏ mắt rồi. Nó mạnh quá. Mình lại không dám cầm mạnh, nó sợ nó đau.
cái đầu vào, nó thiệt cảnh nó có cái đầu vào. Tay này con khá là cứng nên nó cào nó cắn mày không có cảm giác đau, không có găng tay là chết rồi. Nó nào da con này rất là mềm nên các bạn có làm mà làm nhẹ nhẹ nhàng quá nó dễ tay tay già đó, mà phải hơi kim mềm mắt hơi thi hỉ một xíu, kim mềm mắt hơi thi hỉ một xíu là các bạn thấy cái đường này để nếu mình nhỏ xuống nó không có chảy vào trong được. Đó, làm nhẹ nhẹ nó nằm yên mà nó quẩy quẩy một xíu nó nằm yên mà ai à. Nó kẹo cái mỏm nó. Nó không cắn đấy. Nó biết là nó không cắn đấy. Nó. Con bên này bình thường nó hiền lắm, nó chẳng bao giờ cắn mình cả. Bây giờ nó biết là cắn vào đau, nó không cắn mình. Bình thường mình con cầm cả đút cho nó ăn không ạ? À? Nào buồn đó. Rồi. Chào nào. Các bạn đe một xíu, các bạn thấy cái kim ly mắt nó hơi lật ra bên ngoài tí thôi, nó có chỗ để cho thuốc nó vào các bạn. Nên thế nào đó, thì bắt đầu các bạn lúc vào đấy có thể nhỏ thuốc vào được rồi, nhỏ thuốc này không phải là nước mùa sinh lý như bình thường, nó là thuốc kháng sinh nhỏ mắt. Sinh đó, kháng sinh chuyên thì nó bên cái này của bên thú y ấy, không phải bên người đâu. Đây nha, còn tiêm rất nhỏ và một xí bên trong. Rồi nó nắng 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 nắng. Nó hơi thi hỉ mắt thôi, bây giờ mà các bạn yêu cầu nó mở mắt ngay thì khó lắm, tại nó đang rất là sưng lên rồi, sưng lên thì khó mở mắt lắm, không thể mở mắt được, nó phải bớt nó giảm bớt là mới mở mắt hoàn toàn là được. Cứ thích cho nó bản thân như con nó cũng từ nó tìm cách mở mắt à, nó nên với nước mũi á, lâu rồi nó có để giúp nó mở một phần mắt rồi, mở cái mi dưới nó hơi hở chứ, các bạn thấy cái mạch máu nhè nhè bên trong á, đó cái gân nó hở tí như vậy, có thêm người nó phù nó hay không, mình đang giữ như vậy xong là mình nhỏ thuốc vào thì nó sẽ trâu bên trong ra. Để thuốc nó có cơ hội nó ngấm vào trong. Cái này chắc phải mất khá lâu thời gian, khá lâu nó mới phục hồi lần này mới đầu được. Hôm nay
làm sơ sơ nhỏ thôi. Và mình sẽ tìm cách nhỏ nhỏ tiếp như lần mỗi ngày. Nhưng mà nó đang kiểm cái này thì hơi vất vả. Đấy. Hôm nay là chỉ tạm thời như vậy thôi. Rồi, mình sẽ còn quay tiếp tục cái clip này nữa. Hôm nay là ngày thứ nhất đấy các bạn. Thì ngoài cái lò thuốc nhỏ mắt như lúc này mình giới thiệu thì còn một loại thuốc nữa mình xem nó là thần dược, có thể là xem thần dược trong điều trị mắt, viêm mắt của rùa. Thần dược tại vì nó tác dụng rất là nhanh. Đây chính là loại thuốc mình dùng, Rivanol. Thì hiện một chai này khoảng 18 đến 20 ngàn. Đây là thuốc dành chuyên cho thú y nha. Cái thuốc lúc này mình thuốc nhỏ mắt lúc này mình giới thiệu cũng là thuốc dành cho thú y. Cái thuốc này là thú y. Và một loại thuốc thứ ba, cái này rất là thông dụng, hầu như nói là ai biết, penicillin. Nhưng mà mình đang mua đây là cũng của thuốc dành riêng cho thú y luôn, của Harvest. Thì mình giới thiệu hai cái loại này như này. Tức là cái thuốc nhỏ mắt như lúc nãy á, là nó là cũng là dạng kháng sinh đó, của thằng Bio. Thì nó cũng là kháng sinh trị viêm nhiễm. Thì trong trường hợp nếu như mà con rùa các bạn á, mà nó còn mở mắt được á, thì các bạn dùng thuốc đó là đủ rồi. Nhưng mà con rùa của mình á, là nó không mở mắt được nữa, mình phải rất là vất vả mới lau được cái mí mắt cho nó đó. Thì cái thuốc kia nó có thể nó sẽ không có tác dụng tốt lắm. Tức là nó có tác dụng nhưng mà nó vẫn nằm bên ngoài da thôi, nó không có thực sự mạnh. Nhưng mà cái Rivanol này nhắm mắt cỡ nào các bạn chỉ cần dùng đó. Thì cách dùng rất là đơn giản, một chai như thế này. Nếu như mà rùa các bạn nhỏ thì các bạn có thể mở hẳn nắp rồi các bạn lấy một phần thuốc thôi, rồi các bạn pha. Thì pha đúng theo liều lượng ở trên này nó ghi này, pha dung dịch 0.05-2%, tức là 50-200mg pha với 100ml nước. Đó. Thì cái chai này là 500mg. Đó. 500mg thì nó pha được khoảng gấp đôi đúng không? Tức khoảng 200-300ml nước ấy. Đó. Hoặc các bạn bỏ một chai này các bạn pha mua 1 lít nước cũng được. Thì nếu rùa nhỏ thì các bạn pha ít lại. Rùa lớn thì các bạn pha giống rùa của mình là mình pha nguyên chai luôn, tại vì nó nhỏ quá, nó không ngập được, nó cứ ngóc đầu lên không à, mình phải pha để cho nó ngập cái đầu vào trong. Thì các bạn pha cái chai này vào nước và ngâm ngập đầu nha, quan trọng là cái nó đang bị viêm mắt mà, ngâm làm sao cho nó ngập cái đầu của nó, và ngâm trong vòng khoảng 40-60 giây. Nhớ nhé, 40-60 giây, không phải là phút nhá. Tức là bạn các ngâm khoảng gần 1 phút thôi. Thì bạn ngâm cái này, tức là sau khi các bạn nhỏ mắt, các bạn dùng bông vệ sinh sơ để cho nó có cái khoảng hở một xí, tức là để nhỏ cái kia, rồi chờ khoảng 1-2 tiếng cho nó khô. Các bạn hòa thuốc này vào nước. Mình hòa một chai này, là mình hòa vào một bên này. Cái này mình chưa có hòa nhé. Cái này là nó, các bạn thấy nước vàng vàng là do mấy lần trước mà mình ngâm rồi á, cái thuốc này nó bám vào cái thành ghế lắm. Mình ngâm mình rửa rất là kỹ nhưng mà nó cứ cái thành nó cứ vàng vàng này, mình đã ngâm rồi. Đấy, hôm nay mình chưa có pha. Cấp mình pha khoảng cái chừng này nước là đổ ngập đầu nó rồi. Mình pha một chai này và các bạn ngâm rùa trong vòng khoảng 45-60 giây. Sau đó các bạn đưa rùa ra và thả vào bể nước sạch. Để cho nó sẽ tiết cái dịch nhiễm trùng trong mắt ra. Các bạn quan trọng nhất trong cái giai đoạn điều trị này là phải là ngâm, tức là nuôi rùa trong môi trường nước sạch nhé, không có nước cạn nó sẽ rất là lâu lành hoặc là nó nặng hơn, còn phải nuôi nước sạch. Đó. Còn cái penicillin này là phòng, nó là kháng sinh thôi. Tức là trường hợp mà con rùa của các bạn có triệu chứng hơi đau mắt, là có triệu chứng rồi, nó là điều trị, nó là đó, thì các bạn ngâm đó. Đó, tức là ví dụ như nó hơi đau mắt mà các bạn có thể nhỏ cái thuốc kia cũng được, hoặc là ngâm thuốc này thì nó sẽ tác dụng nhanh hơn. Đó. Thì hiện tại mình chưa có ngâm cái này, tại con rùa mình đang ngâm cái này, tức là ngâm một trong hai thứ nha, hoặc là cái này hoặc cái này. Trường hợp nặng thì sẽ là ngâm cái này.
Đó, các bạn ngâm khoảng cỡ 2 đến 5 ngày. Mà theo như mình thấy thì ngâm quá ngày thứ 2 ngày là nó hết rồi. Đấy. À, con rùa của mình hiện tại đã hết rồi. Mình mới ngâm hôm nay là ngày thứ 2. À, hôm qua nhỏ thuốc ngâm. À, sau khi ngâm xong, nhỏ thuốc xong thì bây giờ nó mở mắt rồi. Nó vẫn sẽ còn hơi khó chịu một xíu. Tức là nếu như mà đây, mình xem các bạn, con rùa của mình sau 2 ngày này. À, các bạn thấy không? Hôm trước ra là nó không có mở mắt được. À, bây giờ là hai mắt đều sáng choang, sáng một cái là nó nhỏi lắm, nhỏ hay khép. Nhưng mà nó hiền, nó ngon cảnh. Thì đấy. Về lý thuyết là các bạn ngâm từ 3 đến 7 ngày. Nhưng mà thực tế như mình hôm trước nó nhắm không mở được, mình chỉ ngâm cái qua hôm sau là nó mở được rồi. Nhưng mà cái mắt nó vẫn còn hơi sưng, là khi mà nó vẫn giống như cái cảm giác nó vẫn hơi khó chịu ấy. Nó vẫn nhắm mắt và trắng trắng và nó mở nó rất là khó. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ ngâm thêm một ngày nữa. Ngâm thêm một ngày nữa mà nếu như mà đỡ thì thôi mình chỉ nhỏ mắt thôi, không có ngâm thuốc này nữa, không có ngâm cái này nữa. Nhưng mà cái này phải công nhận là công hiệu tuyệt vời. Đó, bây giờ mình sẽ pha thuốc nha. Pha nó dễ lắm, cái thuốc này nó dễ tan trong nước lắm. Mà chỉ cần pha là đổ vào nước là nó tan thôi. Đây, các bạn dùng dao hay kềm gì đó, các bạn cắt cái phần nhôm niêm phong này đấy. Cái nhôm này nó mềm lắm, nó mỏng mà mềm. Các bạn cắt ra, rồi mở ra. Xong hòa vào nước thôi. Đây, để mình hòa cho các bạn. Dịch cái thùng này ra này. Đây, đẩy vào đây nhá. Rồi, cái thùng đấy. Rồi, đổ vào, nó vàng khiếp lắm. Rồi, khuấy khuấy nó lên. Mày không nổ đường. Đây, có cái ống. Có cái ống nước này. Mày không muốn đụng tay vào. Tại nó dính vàng, còn ghê ghê. Các bạn có thể dùng tay không được, mình không thích nó vàng vàng. Đấy, thần dùng thuốc trong này luôn. Nó vàng như nước nghệ các bạn. Đấy, đèo lên. Đó, đổ vào là nó gần như tan rồi, nó chỉ không xíu cạn thôi. Rồi, xong. Bẻ con rùa vào ngâm thôi. Đặt em vào ngâm thuốc nha. Ok rồi, vào. À, các bạn ngâm ngập đầu nó nhá. Quan trọng là con mắt ấy. Đấy, quay lại con này này. Ngâm ngập mắt nó. Rồi, ngâm trong vòng khoảng 45 đến 60 giây. Nó có uống một chút thuốc hay không sao, kệ nó. Nó con rùa mình đang ngáo, đang tưởng cho ăn đấy. Thường mình hay bắt ra là mình đút ăn cho nó, thì nó tưởng mình thả vào thế này là cho nó ăn rồi, nó ngáo ngáo đớp lung tung rồi lên. Sau khi các bạn ngâm khoảng 40-60 giây như thế này. Đấy, các bạn thấy nó không biết trên bạn thấy nó trắng trắng không? Đấy, tức là nó vẫn còn rất là khó chịu ở cái con mắt. Đấy, rất khó chịu con mắt. Lúc mà mời bắt nó chua nó 2 năm nhắm mắt nó ngủ lắm. Rồi các bạn, bây giờ mình ngâm lại khoảng 50 giây rồi đó, mình chờ ra. Đấy, các bạn thấy này, con mắt nó vẫn còn hơi sưng nhá, chưa hết đâu, nhưng mà nó đã mở rồi sau hai lần ngâm thuốc nó đã mở ra rồi. Đấy. Hôm trước không biết làm sao cho mở mắt luôn rồi chứ. Đấy. Thế là mắt nó vẫn còn hơi sưng nhẹ nhưng mà đã mở mắt và ăn uống bình thường. Rồi. Bây giờ mình sẽ thả nó vào hồ thì hồ nước của mình có đèn UV khử trùng, nước nào cũng vô gần như là vô trùng, và thả thêm muối để khử trùng. Mình đang chấp trước mắt ở trên này mình, các bạn không có quay được, tức là cái mắt nó vẫn còn khó chịu, là khi các bạn nằm đây này nó vẫn sẽ chớp mắt rất là
nó vẫn còn cái cảm giác khó chịu như cái mắt, thì nó bây giờ nó mở mắt được thôi. À, anh thấy đó. Dùng là cái chỗ mới thôi. Rồi dùng là sao dùng đúng rồi đó. Nó đỡ hơn rất là nhiều rồi đó. Cho nên nó khi ở trên thảm hoặc là mọi bắt lên nó cái mắt nó còn khó chịu lắm. Nó mới chớp mắt lên. Thì bây giờ mình sẽ đem nó tạo vào chuồng thôi. Với các bạn, cái clip mà chia sẻ của mình là như vậy. À, quên, còn cái thuốc này. Cái thuốc này thì trong trường hợp mà ví dụ như con rùa này nó đã mở mắt như thế này rồi thì bắt đầu mình sẽ cho nó nghỉ 1-2 ngày. Mình không ngâm thuốc này nữa, mình sẽ nhỏ mắt thôi. Nhưng mà nếu như nhỏ mắt mà mình nó vẫn còn cái tình trạng cái mắt nó hơi khó chịu như vậy á, mình sẽ ngâm thuốc này. Thì ngâm thuốc này thì mình sẽ ngâm nó khoảng vài tiếng. Khoảng 1-2 tiếng. Thì cái này là nó phòng mà trị bệnh. Thực tế nó trị rất là nhiều bệnh, các bạn biết kháng sinh mà ở đây thì rất nhiều bệnh, nhưng mà nó cũng hỗ trợ rất là tốt trong điều trị đau mắt. Thì là bắt đầu là ba loại thuốc mà mình khuyên các bạn nên dùng đối với trường hợp rùa đau mắt. Thứ nhất, nếu như mà rùa có đau mắt nhẹ, mới hơi có dấu hiệu đau mắt thì các bạn dùng thuốc nhỏ. Nó là một dạng kháng sinh. Không có dùng thuốc gì natri chloride gì đó, đó là nước muối sinh lý thôi. Nó là giúp rửa sạch mắt thôi, cho nên theo quan điểm của mình nó không có tác dụng nhiều lắm. Đó là thuốc chúng tôi nhỏ kháng sinh. Thứ hai là nếu như mà nặng quá, nhưng rùa của mình là quá nặng, thì mình ngâm cái này. Đây là bộ ba loại thuốc trị bệnh đau mắt trên rùa. Thì mình nhắc lại một lần nữa nhá. Đây cũng là một loại kháng sinh. Thuốc nhỏ mắt, nhưng mà thuốc nhỏ mắt là kháng sinh nha. Không phải là cái thuốc nhỏ mắt muối natri chloride đâu. Thì nói chung cứ đọc theo hướng dẫn sử dụng này thôi. Không có vấn đề gì cả. Đây, thành phần là gentamin. Cái này là kháng sinh này. Gentamin này. Thứ hai là rivanol. Rivanol nó còn một cái tên khác, nói chung nó khó đọc lắm. Cái gì acronylatac gì đó, mình sẽ ghi dưới mô tả nha. Mình không biết đọc cái từ đó sao, nhiều khi đọc bày rồi bị chửi vào, không biết gì mà đọc tùm lum nữa. Mình không phải là chuyên dân bên thú y hay gì cả, mình chỉ biết mình làm thôi, sơ thôi. Là cái thuốc này, tức là khi mà rùa mạnh đau nặng quá, không mở, hoàn toàn không mở được mắt đó, thì dùng cái thuốc này. Rồi trong trường hợp, một số trường hợp mà cần duy trì, tức là hơi đau, triệu chứng đau mà rùa các bạn là rùa mắc tiền á, ví dụ như Ali hay Manta gì đó. Nhưng mình cũng còn bé Ali, bé Manta, nhưng hai bé thì không có bị đau mắt chưa, mình không biết. Thì có thể dùng thuốc này để ngâm điều trị dự phòng khi bị đau mắt. Thì các bạn phải theo dõi thường xuyên nhé. Cái quan trọng nhất khi nuôi rùa là các bạn phải theo dõi nó thường xuyên. Tức là ngày nào các bạn cũng phải ra xem, rồi có thể là bắt hoặc sơ gì đó. Các bạn đừng, khi mà nuôi lâu rồi ấy, các bạn đừng có sợ là nó bị stress. Tại vì nó bị stress là thứ nhất là khi mà chuyển cái môi trường mới, hoặc là rùa con ấy, rùa baby ấy, mới bị stress. Rùa mà lớn rồi ấy, giống rùa của mình, kể cả con Ali hay con Manta, mình đưa tay tới là nó tưởng đồ ăn, là nó bò tới nó ăn rồi. Tại mình hay cầm đút ăn mà. Tức là các bạn mà chơi với nó càng nhiều thì con rùa nó càng giãn người, và nó cái nguy cơ stress nó càng thấp. Còn các bạn nuôi rùa mà các bạn cứ thả trong bể ấy, không quan tâm gì nó, cứ hàng ngày thả đồ ăn, rồi ví dụ như ai có nhiều người nuôi Ali, thả đồ ăn rồi tắt đèn buổi tối cho nó ăn. Tập như vậy là tập cho con rùa các bạn bị stress. Chấp thời gian đầu chấp nhận để nó đói thì các bạn làm quen với nó. Đấy, thì ngoài việc giúp nó không giảm nguy cơ stress ra, còn một cái nữa là ngày nào các bạn quan sát nó thì khi bị bất kỳ một triệu chứng nào các bạn phải phát hiện ngay. Ví dụ như con rùa đã bị con rùa mình bị đau mắt ấy, thì mình bỏ có mấy ngày, thật đã được nó bận nhiều việc quá, mình bỏ có mấy ngày xong là thấy nó không mở ra mắt, nó mở mắt không mở ra rồi.
là cái tai hại. Nếu ngay từ đầu mình phát hiện ra là nó có triệu chứng thì mình chỉ cần cho nó vài giọt này là nó lành rồi, đâu cần phải chơi tới thuốc kháng sinh Rivanol này đâu. Đấy, video mình xin kết thúc tại đây. Hy vọng là các bạn nuôi rùa thật tốt và con rùa các bạn không bao giờ bị bệnh. Xin chào, hẹn gặp lại các video khác.